Vy này in a kit. Và hôm nay thì mình lại tiếp tục cùng bé Vy review một món hàng nữa đến từ thương hiệu Family Shop. Còn lại là 72 ba. Rất ư là kịch bản. Ê, nhìn thôi là các bạn đã biết đúng không? Đây là một món hàng rất hot và rất quen thuộc của shop, đó chính là Thơ Nguyễn Family Shop, đây chính là kẹo chua. Đây thì chúng ta có đủ ba vị luôn. Đây là vị soda, đây là vị lemon có nghĩa là chanh, còn đây là thập lẩm, có luôn vị có hai vị này và có vị coca nữa. Thì vì cái bịch này nó đã có đủ ba vị cho nên là mình sẽ nó hết giá trị lợi dụng em. Bắt đầu thôi. Trời, bún bún không ra tiếng luôn á. Rất là nhiều luôn. Hồ nhìn như bịch báo vậy đó. Đây có chanh nè, soda và coca. Bây giờ tụi mình sẽ review trước, rồi sau đó tụi mình sẽ thực hiện một cái trò chơi nhỏ như một cái thử thách. Nhưng mà một tí nữa các bạn nhớ xem hết video này để biết thử thách đó nó có hay không nha. Bây giờ tụi mình sẽ review thử. Đầu tiên tụi mình sẽ thử viên chanh. Ok, mặc định nhất luôn. Cái mùi. 1, 2, 3. Trời ơi. Không phải mùi chanh bình thường mà mùi vỏ chanh luôn á má. Nó chát. Diễn sâu lắm em á. Chua thiệt. Nhưng mà thật sự là nó chua mà cái vị chua chát cái vỏ chanh luôn á, chứ không phải là chua bình thường. Để tụi mình sẽ tới cái soda nha. Soda như nghĩ là nó sẽ đỡ chua hơn. Vị soda thì nó kiểu vị mà nước ngọt thôi. Mỏi mềm. Đây. Không mùi soda. Có cái lớp bột ở ngoài nè. Thơm mùi soda hơn là cái viên hồi nãy ha. Chúng ta sẽ bắt đầu thử thôi nè. 2, 3. Bớt chua lắm á. Bớt chua một chút. Nhưng mà chua hơn. Ở ngoài thì nó chua mà sao. Vô trong ngọt. Cưng ngậm hết cái lớp bột ngoài cưng sẽ thấy mùi soda ngọt lại đó, đúng không? Như biết ngay mà vị soda thì vô thì nó sẽ ngọt hơn vị chanh. Tại vì hết cái lớp bột chua ở ngoài rồi thì vô trong nó vẫn chua. Còn này thì nó có mùi soda, nó không chua lắm. Bây giờ sẽ tới viên coca này. Giờ sẽ thử. Lố em, diễn sâu là chị không có cho 10 điểm đâu á. Mở em mở được viên này à, tại sao vậy? Wow. Ok, chuẩn bị chiến với lớp bột chua nha. Cái này nó cũng mùi cũng tựa hai viên này. Trời ơi, tôi bị nghẹt mũi mà. Ôi, lớp bột chua kìa. Chị nghe mùi coca nè. Nhìn chưa chết. Trời ơi, tê lưỡi luôn má. Mà không hồi nó nghe mùi coca hả? Hết bột chua chưa? Bây giờ sẽ tới phần để viên kẹo qua một bên. Bây giờ sẽ tới phần trò chơi ha. Bây giờ sẽ tới phần thử thách là trời ơi, tôi đánh rộp rộp luôn. Không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ tụi mình sẽ đánh tụ tì, ai thắng sẽ là người chọn mùi kẹo để thử thách. Ví dụ như Vi thắng, Vi sẽ chọn một mùi là Vi thích. Và nếu ví dụ như là Vi chọn mùi chanh thì lúc đó tụi mình sẽ mỗi đứa sẽ ngậm 3 hoặc 4 viên người thắng yêu cầu á. Ví dụ cưng thắng cưng có quyền chọn mùi, hai đứa sẽ phải ngậm một cái số lượng kẹo theo yêu cầu. Rồi trong cái lúc ngậm đó ai mà ngậm được lâu hơn người đó sẽ thắng. Ai mà nhả ra trước người đó thua. Em hiểu rồi. Trời ơi, ba nhìn tôi với cái ánh mắt mà kiểu như muốn ăn tươi nó sống luôn á. Tù xì. Chúng mày rồi. Chị sẽ chọn mùi soda. Mới mở đầu mình ngậm hai viên thôi. Từ bắp đi. Ngậm liên tiếp nha, ai mà nhả ra trước người đó thua nha. Ôi, sao cái lớp nó dày quá Vi. Tôi chứ. Bà không giống tôi thôi, bà hay ho và bà cười tôi. 1, 2, 3.
hours later. Thiết nghĩ nếu mà chúng ta ngậm hai viên kiểu này thì ngậm chắc tới sáng rồi. Cho nên là Nhi lúc nãy là người thắng, cho nên Nhi sẽ bày thêm một luật mới, đó là ngậm hai viên này rồi sẽ phải bỏ một viên khác nữa vào trong miệng. Ai mà bỏ được nhiều viên hơn vào miệng người ta sẽ thắng. Ok, bây giờ tụi mình nhả đi. Thôi khỏi nhả, vẫn phải ngậm hai viên này. Tại hai viên này đang ngọt mà đâu sao đâu. Cho nên là ngậm được bao nhiêu viên người ta thắng. Bây giờ mỗi đứa trong miệng đều có hai viên, cho nên là tính hai viên rồi ha. Bây giờ nè, em cắt cái kẹo xong em phải để ra cái vỏ để tính cho em được mấy viên nha. 1, 2, 3. Cái mà nghe không chịu. Trời, cái này chua lắm luôn á Vi, ở trong cũng chua luôn. Đúng má. 1, 2, 3. Cái bây giờ cái vỏ nha, mất cua đáng chịu rồi. Ghét luôn trời. Em có thể lấy bất kỳ viên mà mình thích, em thấy viên nào mà ở trong ngọt nhất em lấy. Không, người ấy giống chị, nhiều kẹo là được. Em 3 viên rồi đó. Ê, ổng 4 viên rồi. Cái bột chua nó hành hạ chị quá. Ê, ăn luôn á Vi. Ê, ăn mất rồi, không biết. Bỏ viên, bỏ viên. Năm viên là viên thứ 6 rồi. 4 viên bất cần. À, chị cũng đang 4 viên à. Chị chậm mà cắt. Bỏ nhiều viên vô quá mà họ phải ngã á. Bỏ bự bự hết chưa rồi bỏ viên khác. Em 5 viên rồi. Ghê vậy hả? Bả cho khoan bế cô cao mà. Cánh không chua. Cô cao cũng chua chứ bụng. Soda mới là ngon nhất, đúng không? Soda ở trong ngoài, ở ngoài cũng không chua lắm. Chỉ có viên chanh với là viên coca là ở ngoài chua. Nước soda. Bấm viên, quên rồi, hết chưa? Hết rồi. Trời ơi, 6 viên rồi. Anh cắt vỏ kẹo. Lên, lên. Cắt kẹo. Chị sẽ thử thách chính bản thân. Trời ơi, tôi muốn cắt ra bẹt mà không cho. Ấy gì vậy trời? Đừng có ngu, đừng có ngu. Khó hạn. 2, 4, 6, 7 2, 4. Các bạn chú ghê vậy. Chị mới có háo viên à. Chú à. Chờ chơi viên chanh đó. Không, chơi viên chanh. Viên chanh. Nãy giờ chị ăn 2 viên chanh rồi nha. Em mới có nhiêu 2 rồi. Em không có được quyền mà cản trở chị. 3 viên soda. Rồi cứ ăn coca nhiều vậy. 3 coca được. Chị mới ăn có 2 viên à. Quên. Anh em kê quá à. Chị ăn 2 viên chanh luôn. 8 viên rồi nha. 2 7 viên rồi. 4 7 viên rồi. 6. Ủa? Mới 7 viên rồi. 8 viên rồi. Vậy cái vỏ kia đâu, chị không có lấy rồi nha. Nè. Ừ vậy đi, chú gì. 8 viên rồi nha. Không có ăn dao, đừng có sợ, trời ơi, lớn. Đúng rồi đó. Bao nhiêu rồi? 2 4 6 Con con lên rồi. 10 4 10 gì? 13. Sao 13? Ừ. 15 10 rồi. Ôi ơi, cái lòng lưỡi của tôi. Mất gì giá rồi. Cái kéo tôi ăn rồi hả? Mình đi có cái đó. Đưa cái thôi. Con mua nhảy thân à. Ê, chưa tìm đi rồi, đó không rồi. Cái con quá à, giống hết chưa. Rồi chơi.
17 18 19 20 Đúng rồi, 3 giây thôi. Gì? Con nói nãy giờ con nói gì vậy? 20, 3 giây thôi. 20, 3 giây thôi. Chị Tiên. Ủa sao nó 3 giây nói gì vậy? Chết thôi. Chết thôi. Kẹo của chị. Cố em. Thế không đâu. Con kia. Không nhớ là cái một cục nào nữa. Ôi ơi, không nổi đâu Quy ơi. Ô trời ơi. Má. Ủa chưa? Chị như chắc chắn thôi các bạn ơi. Chị biết chắc chắn chị cũng thua mà. Chị mới có 16 viên, 14, 15 viên mà em 20 viên. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Nó khô luôn rồi. Rồi, con nè. Ok, có mũ khô luôn. Trời ơi. Đây, cái đầu lưỡi, nó cứng luôn. Ghê không? Cùng em á. Lên. Thua rồi, có hình thả không? Không đó không? Yeah, có thông tin rồi mà cảm ơn tất cả các bạn. Ai, hỏi